Rồi, shop đồ cổ Đức Huy xin chào tất cả các anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ chọn được ba con ha. Đó, ba con máy Spotlight ST4000 mình giới thiệu cho anh em nha anh em. Máy mới nha. Chưa sử dụng nha. Đợt này về này thì ba con nha anh em. Đó. Thì thông số của nó nè anh em. Cước số 10 vô 175m, cước số 8 vô là 215m, cước số 7 vô là 255m, cước số 6 vô là 310m. Ha. Ratio của đó là 4.7, dùng tua là 4.7 nha anh em, khá cao nha. Nặng là 620g. Đó, ráp nó là 20kg nha, nó đã 20kg. Đó, có bạc đạn lên nha anh em. Rồi bên trong của nó nè. Nó có bao gồm là gì, sách hướng dẫn nè, bao nhiêu dầu vô máy, chặn cước đầy đủ nha. Đó. Rồi đây con máy anh em, ST4000 nha, ST4 nha, ST4 Martin da băng đàng hoàng nha. Đó, báo hoạt động rất ok nha. Mô bin là mô bin sống, gạt cước ok nha. Đó, con lăn còn hoạt động nha. Đó, chung là máy mới nha nè. Đó nè, còn nguyên luôn nha, chưa có dấu vết gì chân, sử dụng chân nha. Đó, mới tin luôn. Size 10.000 nha anh em. Đó, máy này máy size 10.000 nha. Mobile là mobile sống nè. Đó, cước số 10 nè, cước số 10 vô 175m nè, cước 8 vô 215m ha. Đó, tay quay gập nha, bấm gập nha. Đổi tay trái thì anh em dặn nút này qua, dặn ngóc này ra đổ qua thôi nha. Đó. Mấy dòng máy này thì anh em về anh em tra dầu vô lại nha anh em, tại vì lâu năm quá rồi, dầu trong đây đóng cục hết trơn. Anh em về anh em tra dầu lại thì nó ngon hơn nha anh em, cho nó ngon hơn, xài nó bền hơn. À, nhưng mà bản thân nó cũng ok rồi ha. Đó, thì con này mình bán cho anh em với giá 1.450.000 nha. Đó, bán rẻ cho anh em luôn. Về có ba con thôi nha anh em. Về có ba con thôi thì anh em là anh em ok thì chốt trước nha, có ba con thôi, chốt qua số Zalo của shop nha anh em, số 0769390039 nha, số có để trên màn hình này nha anh em. Đó, anh em tranh thủ nha, có ba con thôi nha anh em, giá là 1.450.000 nha, giá chưa bao gồm phí ship, ship là đồng giá 30k nha. Đó, đồng giá 30k rồi. ST4000 nha, size 10.000, size thực 10.000 nha, 1.450.000. Rồi video đến đây kết thúc nha anh em. Hẹn anh em ở video tiếp theo nha.